Xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn cập nhật các tin tức đầu ngày với chương trình Khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất phát là một tỉnh đặc biệt khó khăn của cả nước khi mới chia tách và thành lập năm 2004. Đến nay, sau 18 năm chia tách và thành lập, Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, dần hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh phát triển mạnh của khu vực miền núi phía Bắc. Sau 18 năm chia tách thành lập, tỉnh Lai Châu đã trải qua nhiều khó khăn thách thức để chuyển mình vững bước trên con đường phát triển như ngày hôm nay. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên mảnh đất phên dậu của Tổ quốc luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực thoát nghèo, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Trong những năm qua, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành trung ương, Lai Châu từng bước vượt qua khó khăn thách thức. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Bộ mặt các đô thị thay đổi tích cực, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển về kinh tế xã hội của địa phương. Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường đến trung tâm của các xã, đường ra biên giới, đường tuần tra biên giới được quan tâm đầu tư nâng cấp. Các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung được hình thành với quy mô lớn như lúa chất lượng cao, chè, quế, mắc ca, cây ăn quả ôn đới, chăn nuôi đại gia súc, thủy sản. Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP nhằm xây dựng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của từng địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giúp người dân làm giàu từ nông nghiệp. Là một người con của Lai Châu, nên là trong 18 năm qua là tôi thấy là cái sự trưởng thành đi lên của Lai Châu là một cái bước rất là dài về kinh tế xã hội. Bây giờ thì đời sống của đồng bào các dân tộc của Lai Châu thì có nâng lên rõ rệt rồi. Thế cho nên là bây giờ là cái số hộ nghèo thì giảm xuống dần. Nên từ cái chỗ đời sống của bà con được nâng lên ấy, thì đã góp phần giữ gìn các cái mặt về an ninh xã hội, rồi trật tự an toàn, thì về việc đó là một cái vấn đề đáng tự hào của Lai Châu. Đặc biệt là từ cuối năm 2019 đến nay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, bên cạnh đó là thiên tai, dịch bệnh cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, kinh tế từng bước được khôi phục và phát triển. Nhiều chỉ tiêu về kinh tế xã hội của năm 2021 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt là 5,6%, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân trên trung bình của cả nước. Sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, các chỉ tiêu về trồng mới chè, trồng rừng, mắc ca vượt cao. Bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 15,9 tiêu chí trên một xã. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,1%, riêng các huyện nghèo giảm 4,6%. Tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Cái phát triển thì kể cả về phát triển kinh tế hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội và sản xuất về các loại mô hình dự án ở trên địa bàn, cơ bản là cái bộ mặt ở trong phạm vi cả tỉnh và ví dụ huyện Tam Đường là cũng phải nói rằng có sự thay đổi, tiến bộ nhất định. Về tinh thần quan điểm chủ trương thì qua nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó thì có huyện Tam Đường và của đảng bộ xã Bình Lư, thì với xã Bình Lư cũng là một cái xã thuận lợi của huyện Tam Đường. Thì quan điểm mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng của xã Bình Lư thì chúng tôi phấn đấu đến giai đoạn đến năm 2025 thì thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã chúng tôi đạt khoảng trên 50 triệu đồng. Cho đến bây giờ thì chúng tôi đạt khoảng 39 triệu đồng rồi, thì mục tiêu là như vậy, thì cũng sẽ cố gắng trong điều kiện có thể và tranh thủ cái sự hỗ trợ đầu tư giúp đỡ của nhà nước, của tỉnh, của huyện để cùng với huyện là xây dựng huyện Tam Đường nói chung và xã Bình Lư nói riêng là sẽ sánh vai cùng với các địa phương khác ở trong tỉnh Lai Châu. Không chỉ ở trung tâm thành phố hay các huyện có sự thay đổi rõ nét, trở thành đô thị văn minh, mà tại các xã khó khăn, vùng biên giới, hàng năm thông qua các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, đời sống của đồng bào nhân dân các dân tộc, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước chuyển biến rõ nét. Nhiều nhà xây khang trang mọc lên, nhà nào cũng có phương tiện đi lại. Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều mô hình dân vận khéo được thực hiện thành công, nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình với thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm được hình thành. Đặc biệt, nhiều mô hình du lịch cộng đồng được người dân thực hiện, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Thì
qua cái thời gian phát triển thì chúng tôi thấy là cái diện mạo của địa phương có rất là nhiều cái thay đổi. Cụ thể như là các cái hệ thống mạng lưới đường giao thông thì cơ bản cũng được cứng hóa 100%. Cái thứ hai nữa là cái đời sống của bà con nhân dân thì cũng đã có những cái bước phát triển rất lớn so với những cái thời gian trước đây. Cụ thể là các cái gia đình thì đã có cái mức sống là cao hơn. Thứ hai nữa là cái đời sống vật chất về cái văn hóa thì cũng đã được nâng cao hơn. Ví dụ như là đa phần bà con thì đều có xe máy, đã có tivi, đều có cái điện thoại thông minh. Đây là một trong những cái nhu cầu mà chúng tôi thấy là bà con cũng đã nâng cao được cái đời sống của mình. Bên cạnh đó thì cái vấn đề sản xuất nông nghiệp thì cũng đã được bà con áp dụng rất nhiều các cái tiến bộ vào sản xuất. Đấy, từ đó thì là vừa cái vấn đề là nâng cao được cái năng suất lao động thì là cái quan trọng nhất. Tuy nhiên thì là cũng tiết kiệm các cái vấn đề khác, ví dụ như là cái vấn đề thời gian. Đấy, rồi là cái chi phí cho cái việc sản xuất cũng đã được bà con thực hiện tốt hơn so với trước đây rất nhiều. Lần đầu tiên thì tôi đến Lai Châu thì tôi cảm nhận được Lai Châu là một thành phố rất là tuyệt vời. Ở đây thì cộng đồng người dân tộc Mông ở bên này chung sống với nhau, phong tục tập quán cũng rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều cách thể hiện cái phong tục của mình, rất là đẹp. Về cơ sở hạ tầng, đường xá này, tất cả thì nói chung là ở bên Lai Châu thì tập trung khai thác ở thế mạnh du lịch nhiều. Thì nói chung là cơ sở hạ tầng được đầu tư nó rất là khang trang, thành phố thì rất là sạch sẽ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thành quả mà Lai Châu đạt được trong 18 năm qua sẽ tiếp thêm sức mạnh để Lai Châu tiếp tục vươn mình phát triển, xứng tầm với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển mạnh của khu vực miền núi phía Bắc, là phên dậu vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Thưa quý vị, thưa các bạn, UBND huyện Than Uyên vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dân tộc Mông huyện Than Uyên. Dự hội nghị có đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Sùng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Sở Nội vụ và lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên. Được thực hiện từ năm 2018, sau 3 năm triển khai thực hiện nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dân tộc Mông huyện Than Uyên, với trọng tâm, nội dung 5 việc phải làm và 5 việc không nên làm, đã từng bước giúp nhân dân nhận thức rõ sự cần thiết trong triển khai thực hiện chủ trương ký cam kết nếp sống văn hóa mới gắn với xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, khẳng định sự phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán và bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông, phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng bào dân tộc Mông đã cơ bản hiểu và đồng tình thực hiện tốt các nội dung ký cam kết, cùng vận động anh em dòng họ thực hiện nội dung cam kết đi đôi với phát triển kinh tế xã hội. Thông qua nội dung cam kết, đồng bào Mông cơ bản đã coi đây là nội dung cam kết của bản để đoàn kết nội bộ, dòng họ, anh em cùng thực hiện, mong muốn thay đổi những hủ tục lạc hậu, tạo nên tinh thần thi đua trong từng nhà, từng người. Qua đó đã góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Bên cạnh đó, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, ý chí, nghị lực, tự lực tự cường của đồng bào dân tộc Mông. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Than Uyên đã đạt được trong thực hiện nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dân tộc Mông. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị đồng bào dân tộc Mông tại Than Uyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung làm tốt bản cam kết về thực hiện nếp sống mới của dân tộc Mông, tập trung thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và phát triển kinh tế gia đình. Cũng tại hội nghị, huyện Than Uyên cũng đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dân tộc Mông. Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao các phần quà ý nghĩa cho nhân dân và các cháu học sinh vùng đồng bào dân tộc Mông tại Than Uyên.
Thưa quý vị, nhân dịp Tết đến xuân về, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Lai Châu, Điện lực huyện Tân Uyên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng tri ân khách hàng năm 2021. Qua đó, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hình ảnh của ngành điện đối với khách hàng. Những ngày vừa qua, Điện lực Tân Uyên đã huy động nguồn nhân lực, phương tiện máy móc và trang thiết bị, triển khai nhiều chương trình thiết thực ý nghĩa hướng về cộng đồng như tuyên truyền, tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, triển khai chương trình hỗ trợ sửa chữa đường dây sau công tơ, tư vấn sử dụng điện an toàn cho hộ nghèo, gia đình chính sách, kết hợp hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa miễn phí hệ thống điện cho các khách hàng lớn. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp cùng với xã Trung Đồng tổ chức thực hiện sửa chữa điện cho trên 50 hộ nghèo tại bản Pá và triển khai vệ sinh công nghiệp, máy biến áp tại các trạm biến áp nhằm nâng cao chất lượng điện năng cho khách hàng, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng công cộng cho bà con nhân dân tại xã Thân Thuộc. Bên cạnh việc sửa chữa điện và tuyên truyền an toàn điện trong dân, Điện lực Tân Uyên thực hiện triển khai chương trình lắp đèn chiếu sáng đường quê, thực hiện lắp bóng đèn năng lượng mặt trời, cụ thể tại bản Nà Hoi, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, nhằm mục đích phục vụ cho bà con thuận tiện trong việc thuận tiện đi lại giao thông đường quê. Và thứ hai nữa là cũng là trong cái chương trình tri ân khách hàng của tháng 12 này, thì Điện lực Tân Uyên sẽ tiếp tục triển khai một nhiều nội dung nhằm mục đích là phục vụ bà con nhân dân trong cái công tác an sinh xã hội. Tại bản Nà Hoi, xã Thân Thuộc, từ nhiều năm nay vốn không được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, khiến các hộ gia đình ở tuyến đường này gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, thậm chí là tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đợt tri ân khách hàng năm nay, Điện lực Tân Uyên cũng đã tiến hành khảo sát, lắp đặt mới các bóng đèn đường chiếu sáng trên tuyến đường này. Công trình được hoàn thành mang đến niềm vui, niềm phấn khởi cho bà con tại bản Nà Hoi, giúp bà con nhân dân thuận tiện hơn trong việc đi lại so với trước đây. Chương trình thắp sáng đường quê và hoạt động sửa chữa điện miễn phí cho bà con hộ nghèo là hai trong số nhiều chương trình mà Điện lực Tân Uyên mong muốn được gửi đến tất cả các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện Tân Uyên trong tháng tri ân khách hàng. Là một trong những hộ gia đình được sửa chữa điện miễn phí, anh Hoàng Văn Thắng, bản Pá Ngùa, xã Trung Đồng, rất vui mừng và phấn khởi bởi trước kia đường điện cũ quá thấp, gây nguy hiểm cho mọi người. Dây điện trong nhà cũng đã lâu năm bị hư hỏng. Nay được lắp cho đường điện mới, anh rất vui mừng và phấn khởi. Hôm nay cũng được điện được cử Tân Uyên về sửa chữa cho gia đình, bởi vì điện đường dây điện cũng không an toàn, bảo đảm cho hộ gia đình, và là được cảm ơn của điện được cử bên Tân Uyên sửa chữa cho, và rất cảm ơn bên điện được Tân Uyên. Cùng với các hoạt động trong tri ân khách hàng, trong thời gian tới, Điện lực Tân Uyên sẽ tiếp tục phấn đấu để ngày một hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào lĩnh vực kinh doanh, bảo dưỡng hệ thống lưới điện, vận hành hệ thống điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ cho các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, từ niềm đam mê nhà cụ dân tộc, chàng trai trẻ Mạ Trắng, bản Xin Câu, xã Giang Mao, huyện Tam Đường đã xây dựng xưởng sản xuất sáo trúc và cửa hàng nhạc cụ dân tộc Mông ngay trên mảnh đất quê hương. Qua đó, lan tỏa nét đẹp của nhạc cụ truyền thống, góp phần truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Sinh năm 1995, từ năm 10 tuổi, dưới sự hướng dẫn của cha, anh Mạ Tráng đã bắt đầu tập sáo và nhanh chóng nhận ra niềm đam mê của mình với tiếng sáo dân tộc. Những năm tháng tuổi trẻ, anh Tráng đã tự mình luyện sáo khi được cha hướng dẫn. Khi còn bé, anh Tráng cũng mày mò tự làm cho mình những cây sáo nhỏ. Tuy còn thô sơ nhưng đã nuôi dưỡng trong anh tình yêu với loại nhạc cụ này. Sau khi học xong cấp 3, anh cũng bươn trải làm nhiều nghề để nuôi sống bản thân. Trong thời gian đó, anh vẫn ấp ủ mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nhạc cụ này. Anh đã tìm kiếm, liên hệ với những người bạn cùng đam mê để khởi nghiệp. Tôi muốn là tất cả mọi người đều có thể biết đến mặt hàng của mình. Thứ nhất là như vậy, thứ hai là do là cái thị trường bây giờ cũng còn nhiều người cũng chưa biết, rất là thích nhưng mà chưa biết chơi. Thì thời gian tới thì chúng tôi cũng đang tính là sẽ có thêm một cái lớp để dạy. Tức là những ai mà mua sáo, sản phẩm của chúng tôi ấy, thì chúng tôi sẽ dạy họ từ cách tập chơi, từ những người mà mới đang tập cho đến những người mà đã gọi là biết cơ bản, thì chúng tôi cũng sẽ giúp cho họ nâng cao những cái cách chơi để họ chơi được nhiều bài nhạc nó khó hơn và có thể là những cái bài nó hay hơn. Tháng 8 năm 2021, sau khi tích lũy được số vốn nhất định và với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho những người yêu sáo tìm mua,
Tráng và những người bạn đã mở cửa hàng xáo trúc và xưởng sản xuất tại thị trấn Tam Đường. Tính đến nay, anh đã giúp 8 thanh niên có việc làm thường xuyên, trong đó có 5 thợ chính làm sáo được đào tạo bài bản và có chuyên môn về nhạc lý. Tại xưởng, với công nghệ có thể sản xuất số lượng sáo rất lớn trong một ngày, tuy nhiên thì các khâu kiểm soát chất lượng sản phẩm luôn được chú trọng. Trước đây là tôi theo để đổi về cái nghề của mình là về cái nghề mộc. Tôi đã làm nghề mộc được 6 năm. Sau đó thì về cái nghề mộc thì tôi thấy nó cũng gọi là mình cơ thể của mình ấy, là nó có nhiều cái bụi bẩn, mình hít cái không khí cái các bụi đấy vào thì tiết thu của mình về cái cơ thể của tôi là nó không được tốt. Sau đó thì cũng nhờ chú bạn tôi thì nó cũng tư vấn là đi làm sáo thì có thể là sẽ thu nhập cao hơn, thì tôi sẵn sàng là tôi theo đuổi với chú bạn tôi đến để làm sáo. Thì tôi cũng thấy là vừa làm được có 2 tháng cũng thấy ổn định. Để mà mình gìn giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc Mông mình ấy, thì bọn anh cảm thấy là cái giới trẻ bây giờ người ta kiểu rằng cũng hay đi ra ngoài, người ta hay bỏ bê cái bản sắc văn hóa dân tộc, nên là một anh mở cái xưởng này là để vừa là mình truyền lại cái bản sắc văn hóa dân tộc đấy, để giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc và để làm sao cho cái giới trẻ bây giờ, giáo dục cho giới trẻ bây giờ gìn giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc. Từ khi bắt đầu khởi nghiệp cho đến nay, anh Tráng đã bán được hơn 200 cây sáo mèo, chủ yếu là bán qua các kênh online với giá bán trung bình dao động trên 250.000 đồng một chiếc. Đặc biệt, tại Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3, anh đã trưng bày các sản phẩm tại ngày hội, qua đó đã quảng bá thêm cho cửa hàng. Tuy còn gặp rất nhiều khó khăn trong bước đầu khởi nghiệp, nhưng với nhiệt huyết đam mê và sức trẻ, hy vọng rằng anh Tráng và cửa hàng nhạc cụ dân tộc của mình sẽ ngày càng phát triển. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả của huyện Phong Thổ là trên 4.500 ha, trong đó chủ yếu là diện tích cây chuối gần 3.400 ha, diện tích cây ăn quả lâu năm khác là gần 1.100 ha. Đến nay đã có trên 3.750 ha cây ăn quả đã cho thu hoạch, năng suất đạt trên 12,3 tấn một ha so với sản lượng thu hoạch cả năm ước đạt là 46.270 tấn. Để cây ăn quả tiếp tục cho thu nhập ổn định và phát triển lâu dài, huyện Phong Thổ đang tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích bà con phát triển trồng cây ăn quả lâu năm như xoài, lê, mắc ca. Đối với diện tích chuối, táo đại, huyện cũng đang quy hoạch và duy trì phát triển. Trong năm 2021, hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được các cấp cơ sở đoàn trên toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Các cơ sở đoàn đã thực hiện các hoạt động tình nguyện hỗ trợ, hoàn thiện và duy trì các tiêu chí về môi trường tại các xã nông thôn mới theo hướng giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa, ni lông sử dụng một lần, tăng cường sử dụng các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường. Các mô hình đường hoa cây xanh theo hướng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu được nhân rộng và phát huy. 100% các huyện thành đoàn và đoàn trực thuộc tiếp tục thực hiện triển khai các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, làm mới sửa chữa đường bê tông nông thôn, phát quang, dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, mương, đường thôn bản và khu vực đài tưởng niệm 171,88 km. Chỉ đạo các cấp bộ đoàn đồng loạt tổ chức 4 ngày Chủ nhật xanh với sự tham gia của 2.170 đoàn viên thanh niên. Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.